Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming nha. Và Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ mọi người. Ở tối ngày hôm nay thì Khải sẽ soi cao thủ top Tống Kim. Hôm nay là Lãnh Phong. Hôm nay thì Khải cố gắng giành top 9 mà không được, Khải giành được top 10 thôi. Lãnh Phong thì hôm nay là ạc phải gì đây, để Khải cho anh em xem. Lãnh Phong có vẻ như nhìn sơ qua là mặc gió đan nè mọi người. Mặc gió đan. Đây. Hiện tại đang sở hữu như mình một cái nón 25-20 chón kháng hỏa. Vũ khí 17-30 chón kháng hỏa, một dây chuyền kim kháng cả 10, sinh lực 30, một cái áo định quốc. Áo định quốc này 41 thì cũng gọi áo thường thôi, nếu mà đẳng cấp thì xài phải 47 thì mới ngon anh em, tại vì 47 cái vô cái móc 47 rồi đẹp. Nói chung là áo thường, áo này thì cũng tầm 1 kim, nón này chắc khoảng tầm 3 kim, vũ khí này cũng tầm phát sáng rồi, vũ khí này chắc khoảng 10 kim, dây chuyền này chắc khoảng tầm 1 kim. Bao tay làm chạm 45. Bao tay này, những bao tay như thế này ở server tầm khoảng tầm 1 kim, 1 kim hơn anh em. Nói chung tầm này định quốc nó không đủ set nên là những bao tay hoặc là áo giày nó không khá là rẻ. Nhẫn kháng độc sức mạnh 16. Sinh lực 164, quá đẹp, sinh lực 164. Nhẫn ngon ấy. Nhẫn kháng lôi sinh lực 99 và kháng lôi 17. Đại lưng kháng lôi 30, sinh lực 42. Ngọc bội chón 30, sinh lực 82. Và đôi giày kháng lôi thì tính ra sẽ đồ này thì có cho mình móc 40 làm chậm anh em, móc 40 làm chậm với lại 80 chón từ nón vũ khí với lại ngọc bội dòng 1 đó. Nói chung là sẽ đồ này thì những anh nhỏ đang biết cách chơi thì cứ như thế này là đủ cho anh em. Cái này gọi là set vũ khí thủy phá hành anh em, set vũ khí thủy phá hành đó. Chung là tổng sơ qua sẽ đồ này thì như anh em có hỏi Khải là tầm 1-2 triệu có chơi được server này không, thì Khải khẳng định em 1-2 triệu cho đến 3 triệu thì vô tư anh em. Tầm này cứ 110 mấy thì anh em cứ vào rồi anh em đồ đạt cũng tầm như thế này thôi, đừng không cần quá viết thì đồ như thế này anh em đủ đánh Tống Kim cả top rồi, anh em thấy chưa? Đó, hôm nay ông top 4 anh em thấy chưa? Đấy, thì gọi là ok rồi anh em. Này. Đây set đồ đây tính ra thì tổng cộng cái set đồ thì cao lắm khoảng tầm thì Khải không nói, cái xác thì không nói anh em. Còn set đồ này khoảng tầm trên dưới khoảng 20 kim. 20 kim thì nó khoảng tầm 1 triệu hơn. Còn cái xác nữa, đây mà ăn bánh trái mát này nọ hay là hạt lại không mát thì giá nó sẽ cái ạc xác nó tương đối như nhau nè. Đó. Hello Nguyễn Vũ nha em ơi. Đó. Chung là set đồ này thì được móc 40 chậm thôi và 80 chón. Và khăn lôi thì được 3 món. Đó, tất cả. Khăn hỏi cũng được 2 món từ nón với lại vũ khí. Rồi. Nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho cao thủ Lãnh Phong. Một ạc giỏ đang nha nè, hạng bao nhiêu, hạng 34 server. Đấy, gọi hạng 34 server hiện tại chắc có 120 chưa ta. Đúng rồi, lên 120 rồi nha nè, 120 rồi nha. Đang top 8 giỏ đang phái này. Hiện tại đang ở nằm bên băng A. Rồi, anh em xem đừng quên ủng hộ Lãnh Phong cũng như Dĩ Khải một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi.